Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Phong thủy xem nhà của Thanh Lâm. Hôm nay Thanh Lâm và các bạn yêu thích phong thủy, vùng Thanh Lâm giải mã huyền cơ của bốn cung và âm mạch và trường khí và sinh khí như thế nào. Đồng thời nói qua sơ đồ về địa thập âm tốt. Thì hôm trước chúng ta đã nói, hôm nay là ngày mười. Thì khi vào đề thì Thanh Long cũng nếu các bạn biết cái phong thủy cái kênh này có hữu ích thì hãy nhìn xuống các bạn màn hình, bấm đăng ký kênh, rồi cái thứ hai cũng là cái thứ ba cũng chia sẻ những bạn biết cái phong thủy để cho Thanh Long có động lực làm việc kế tiếp. Thì mời các bạn sẽ giải mã huyền cơ trong các con vật quan. Về chúng ta đã sơ lược qua vấn đề là tinh duyên, tài lộc và sức khỏe. Bây giờ sức khỏe này là gì? Nếu mà sức khỏe này mình nói về cái góc độ ngoài cái người già ra thì còn những người giàu có là người ta rất là cần sức khỏe. Giàu là như thế nào là giàu? Thì theo cái gần đây Thanh Lâm đó có xem qua một cái clip nói về anh chị Hà và chồng anh Vũ Lò Voi, hoặc là ông anh Phạm Nhật Vương. Thì đây Thanh Lâm thấy những người này là giàu trên cả biết là Thanh Lâm cái gì đấy. Thì những người này thì chúng ta rất là người đó rất là cần sức khỏe. Thì người không thể là không thể chúng ta phải an toàn cuộc sức khỏe cho họ. Chúng ta không ăn sai dù là biết đây là có bốn cung tốt, nhưng mà những cung sức khỏe là cần thiết cho anh chị ấy thôi. Còn cái cung tài lộc thì họ đã có rồi, cung tình duyên họ cũng có rồi, gia đạo thì họ có chồng có con có vợ có con rồi, cho nên chúng ta không ăn sai, chỉ ăn đúng với cung sức khỏe. Đối với bạn cung khôn là cung sức khỏe nó nằm tại cái tâm an. Còn về ví dụ như là cái cung quan tứ hợp quý, đây là cái cung tài lộc chủ về tài lộc, nhưng mà nó kèm theo quan tứ hợp quý. Quan tước an môn tối cao quyền chỉ quan cao quyền là đế vương đề nghĩa thứ tai nhân khẩu thuận kinh bàn cái thánh tổng từ thường là đây là một cái cung rất là tốt, vừa đề bạc đèn chặt đầy đủ, nó đầy đủ rồi người hầu cũng có, nó vượt tài như thế là hai cái cổng này nó tràn vào rồi nó chẳng đến là đến cái quan trường mà được làm quan và làm chức vụ. Đôi lúc những người đó ta không có đi theo chính trị nhưng mà họ có tiền thành công trong vấn đề kinh tế kinh doanh thì họ sẽ được bộ chính trị chính phủ sẽ xem xét đưa họ vào bảng để mà làm cái chức vụ lớn để giảm nhất cho công ty khác là nào. Thì lúc này nó có xảy ra một cái trường hợp, khi nó xảy ra một trường hợp nó là gì, nó sẽ vượt qua khi làm quan tiền bạc nó vượt lên rồi, nó vượt quá là có nghĩa là những cái hồ sơ đúng ra chúng ta không phải nhận tiền cũng dài rồi, nhưng mà mấy thằng quan này cũng nhận luôn, hoặc là những hồ sơ làm thì không đáng giá bao nhiêu tiền nhưng mà gia chủ không biết họ đưa rất là nhiều tiền mình cũng nhận luôn. Cái đó là tín hiệu cái trường khí nó quá lớn, nó đang dài rồi. Nếu mà chúng ta không đóng ngày là một thủ hoàng và tướng một hoàng quý, hai cổng mình phải đóng lại một cổng, một cái nó tràn cái trường khí trong ngoài thì lúc này nó không tỏ ra sự quanh. Khi họ ở là quân quanh thì báo chí sẽ biết ông quan này làm gì, giàu lương tháng bao nhiêu mà giờ giàu như thế là có vấn đề, báo chí bỏ cuộc. Thì lúc này thanh tra của chính phủ vào cuộc xem xét lấy lại sẽ xem xét cái mức lương hàng tháng của mình, cái thu nhập bên ngoài của mình cộng lại cái số dư thừa đó là một, nó thành một cái cửa tường. Lúc này mình điều tra đã xong, mình chính là thành một cửa tường để cho ban chọn một đơn là trường hợp quá tràn cái dây nào đó, cái sự gì đó tại đâu. Nếu chúng ta đóng thì đọc xấu mà đóng lại thì kịp thời có nghĩa là mình hạ thấp.
Trường hợp thứ ba, phục sự gia đạo. Nếu như chúng ta nó đại diện cho cái cuộc tình gì, nhưng chúng ta mở cái cổng sinh gia đạo thì tự nhiên cái đó là một cái trường khí, nó nói về cái sinh lý. Thì sinh lý nó quá vượng, mình nuôi dưỡng cái sinh lý quá vượng từ cái cuộc sinh gia thì nó sẽ nghĩ vấn đề là giải quyết sinh lý, tại vì mình quá thương nó lớn. Chuyện vợ chồng nó chưa hoàn hảo, nó làm cho mình phải đi ra ngoài, đó là ra ngoài. Khi mà trường khí nó đại tràn ra ngoài thì ai cũng biết mình là một người là luôn sống ngoài không gian, thì tôi cho gọi mình là phạm vào cái cung sinh dâm. Thì trường hợp nào chúng ta biết là cung sinh dâm nó quá vượng, đôi lúc chúng ta cũng biết mình á làm sàn mình hy vọng làm được biết rồi cái cung đó quá vượng mình phải đóng tay đóng về cái trường hợp đó là chuyện gia đình. Còn nếu chuyện mà mình không đóng làm mình sẽ gặp phải khó. Rồi bây giờ chúng ta xem lại cái cung xấu mình có nên làm hay không. Thì ngoài cung tốt chúng ta đang gọi bây giờ cung xấu, nói về cung bạc thì chúng ta nên đóng lại. Và về cái mặt là ăn tóc chính hay chân chính thì cô bạc chúng ta tránh xa lại. Trừ khi là người nào hảo với cung cô bạc thì nó có cái hiện tượng mình sống tốt thế nào thì bạn bè cũng không có và người thân cũng không đáng hảo. Đó là đã hạn vào cung cô bạc. Mà cô bạc đã hạn vào là nó từ 3 tháng đến 6 năm đến 3 năm. Mà nếu mà 3 năm mà mình không có nghĩa là mình không đóng lại, nó sẽ kéo dài đến 12 con giáp, có nghĩa là 12 năm. Nếu qua 12 năm mà cái cung mà cô quả đó mình không đóng lại thì nó sẽ thành gốc rễ, trường khí nó thành gốc rễ, nó bám được rồi, khó mà nó dài được hai các bạn. Cho nên được là hai mà cảm thấy mình tốt rồi và bạn bè ở xa có được thân mình cũng không cảm nhận, không công nhận, không có thích mình thì mình phải đạo hạnh một bộ ảnh, hãy đóng lại này để tránh dụng bộ ảnh. Còn cái cuộc thiếu bồng này là cái trường hợp này là những người hay nói đảm nhận một mình, nói gọi là vì vấn đề kinh nhẹ. Rồi nếu mà trong 3 tháng 3 năm mà không có đóng cái cùng mà thiếu bồng đó lại thì nó dẫn đến tới 12 năm. Khi mà qua 12 năm thì cái cung đó nó phải bám vào cái lòng của mình ở luôn đó, thì mình nó thành một người bình tâm hạng thật sự, không còn chỉ bằng mơ hồ đâu. Nếu vậy trong 3 tháng 3 năm hoặc là dưới 12 năm tùy theo mức độ công thức của đó, để mà ông thầy địa lý hóa giải cái cung đó cho người ta sẽ đóng lại, họ sẽ có cách tự giác đến đúng cái cung thiếu hụt để mà sẽ chỗ một cái cửa này đó, hoặc là làm một cái gì đó, hay là đấm lại bích bằng cách nào theo áp dụng cho cái phương pháp và ngũ hành tương sinh tương khắc, họ sẽ đấm thẳng cái cung thiếu bồng này lại đó. Rồi người ta sẽ dùng một cái hướng khác là đẩy luồng cái bồng đó đi ra, là đẩy luồng vận tải cho cái cung thiếu bồng đó ra. Rồi cuối cùng họ trở lại cái cung quỷ là bình thường, không bị mạnh. Có nghĩa là tấm cung thiếu vong mà an vào cái cung một quyền thì lúc này họ trở lại không bị mất bệnh. Cung sinh dâm trường hợp này người nhà mình thì không sao, nhưng mà nói dưới đối với trường hợp khác thì ta chẳng dùng được. Cũng như là khách sạn làm nhà nghỉ này, làm nhà hàng, làm mấy cái resort mà có liên quan đến nhu cầu sinh lý thì ta vẫn bảo bình thường. Cái đó là ta đặt ha. Còn mình là một người làm ăn chân chính, là chân chính thì đáp lại cho người ta, tại vì mình không biết mình đã làm. Trừ khi mình bị phạm vào cái cung nào đó mà phải cho cái cuộc sống trong gia đình là thiếu cái tình cảm, thiếu suy nghĩ về hôn nhân, lo ngại cho mình đã được gọi là yếu sinh lý. Và yếu sinh lý, yếu sinh lý có hai phương pháp chữa trị. Một chữa trị bằng A là uống thuốc dễ thành để nó kích thích lên. Phương pháp thứ hai là chữa bằng phương pháp ngũ hành tương sinh tương khắc, và cái cung
24/7 này nó sẽ tắt và nó đùn đổ cái cuộc sinh ra nó lần nặng lên, nó sinh khí trở lại bình thường thì nó tắt lại là được. Nếu mà cái cùng mà cái sự dân này không đóng kịp, mình đã đầy đủ không đóng kịp, nó sẽ dẫn đến mà cái trường hợp quan tội và quan hệ là hiếp dâm sẽ ở tù là rất là khó ra ha. Nên là chúng ta phải cẩn thận trước cái cuộc sinh dân. Về cái cuộc tố tụng này thì người dân chúng ta xài rất là nhiều, tại vì sống mà cứ cho cái trò mà tiền thừa thì không có đó chúng ta này. Còn đối với những người mà làm luật sư rồi tố tụng là tòa án thì cái cung mà phải mở ra cái gì để cho có cái những cái đơn hàng thương thiện thì tòa án mình mới xử vào luật sư mình có việc làm. Còn nếu mà dành được phải đọc thì thường là do là họ rồi cái cung kịch bản này là có nên mở hay không, nhưng mà thật sự là đối với người thuộc là không nên. Nhưng mà những người mà bán hờ bất hợp, bán mã mồi, nó bán quyền những cái việc á thì nó mở được ra, hoặc là cái tổ thiêu thì mở ra thì nó mới là được rồi buôn để ra để cái vấn đề cùng mà thử việc. Nhưng mà đây á mà muốn làm được cái công này thì sẽ là cũng mà ở trước những người thầy có thể tạo mới ra lò hoặc là mới học dạy xong, hoặc là mình không có về được đâu là công đức và đâu là thất đức thì cũng phải nên là trọng. Chứ đối với thằng Lâm thì bây giờ cái con này nói xem một quẻ là 500 triệu thì thằng Lâm cũng sẽ không làm, tiếng nói không làm. Tại vì trong phong thủy này thì không phải người nào giống người nào, có người vay tiền ta chọn được một cái hiểu biết của mình, từ cái hiểu biết chân chính là một môn khoa học hiểu chính, ta biết thành một cái môn khoa học mê tính dị đoan, rồi người ta cứ dùng hán ngữ mà nói ra làm cho có người nghe cảm thấy có huyền bí quá, rồi ta cứ kêu 200-300 triệu một quả rồi cũng vẫn được. Mà vốn dĩ nó là môn này rất là dễ học. Thanh Long là một người trì độ chậm mà học trong vòng một năm đã thuần thục được về lý thuyết và luận về các con số đó. Còn những người mà có vị trí thì học trong vòng 6-7 tháng là đã biết đó. Môn này có thể học chúng ta điều chỉ sang từ các ngữ qua quốc ngữ để cho các em những thích học thử để tiếp cận dễ hơn. Thì qua bài số 10 này anh Lâm và các bạn đã giải mã được một số cái huyền cơ trong bốn tuần và những khách sạn. Thì cái bài số 11 anh Lâm và các bạn sẽ nói về là di học bất tú là trong các trường sao tướng linh lần đang quy hoạch. Đây là một trường sao đen là nó sâu hơn, đó là như là cái phần hồn của con người. Chúng ta tìm long mạch là một cái thể xác, chúng ta tìm các trường khí sinh khí là cái dinh dưỡng luôn là vậy. Và cái trường sao di học bất tú nó như là một cái linh hồn để mà đứng chân giữa của thể xác và dinh dưỡng đó điều kiện. Bài này nếu các bạn cũng thích một thấy thấy có hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh, chia sẻ với bạn bè và bấm like cho Thanh Long để Thanh Long có động lực làm những bài kế tiếp.